Xin chào mọi người. Ở video này Quân sẽ giới thiệu mọi người một chiếc máy thái tai. Ở đây hôm nay chúng ta đã có những miếng tai sống, cả tai sống cả tai chín, với ba cỡ máy hiện tại trước video này. Đó là 3 ly rưỡi, 5 ly hoặc là 7 ly để phù hợp với từng đối tượng khách hàng họ muốn dùng cho cái món gì. Thì sau đây mọi người sẽ xem thực tế luôn để anh em có thể xem nhé. Đây là máy KL85. Mẫu máy này thì hiện tại là anh em lưu ý nó rất là khỏe, sử dụng cho hộ kinh doanh nhỏ. Còn nếu mà anh em làm bên sản xuất thì sẽ cần những cái máy to hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi với cái thái sống trước nhé. Mọi người chú ý, mình sẽ bật máy vào cái này. Cả cái tai đi nhé. Đấy, cả cái tai đây. Còn đây là phần chín nhé. Phần chín này. Rồi. Như vậy là xong phần 3 ly rưỡi. Mình sẽ làm luôn một lèo cho cả ba máy và sau đó thì sẽ so sánh để anh em xem 3 ly rưỡi, 5 ly, 7 ly nó sẽ khác nhau ở cái gì. Rất nhanh, chúng ta qua đến phần 7 ly. Như vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ thì mình sẽ so sánh. Cái này là cái cần phải so sánh. Thì sẽ xin phép là kéo nó ra đi. Để nó gần nhau. Để xuống đất nhá. Để xuống đất đi cho nó dễ so sánh. Nhìn gần nó dễ hơn. Để xuống đây. Đây anh em xem. Đồng 3 ly rưỡi. 3 ly rưỡi của đây. 3 ly rưỡi nhá. Cả sống cả chín. Mình sẽ gọn gọn qua đây. Trên video này cũng khá là khó nhìn. Nhưng mà thường thường là anh em làm bên giò tai ấy, thì người ta hay mua những cái thằng 3 ly rưỡi hoặc là 5 ly đây. Một thằng sống này. Một thằng chín này. Đấy, anh em phải để ý kỹ. Để ý thật kỹ nhá. Mình làm như thế này cố gắng để cho anh em xem và biết mua được cái mẫu nào nó phù hợp với mình. 3 ly rưỡi, 5 ly, 7 ly. Ok chưa? Đây. Anh em xem, phải xem thật rõ, thật kỹ. 7 ly, 5 ly, 3 ly rưỡi, cả sống cả chín. Thì rất dễ là đơn giản nhận biết qua. Thì đến cái công đoạn này thì mình sẽ quay sang cái phần vệ sinh máy, hướng dẫn mọi người cách thức. Ở bên trên này thì mọi người lưu ý giúp mình là đối với cái dòng máy KL85 này thì mình sẽ nói qua về một cái số cái điểm mạnh của cái sản phẩm này so với các dòng khác trên thị trường. Thì cái điểm mạnh là gì thì sau đây mọi người sẽ xem nhé. Nó là giá hàng Trung Quốc nội địa. Trên máy nó có dập nổi hướng dẫn cảnh báo. Đấy, chúng ta tháo lên này, bắt đầu chúng ta lấy ra. Mở ra thì chúng ta có thể xem ở bên trong. Nó có, đây là dòng 7 ly. Có hai cái lược, đây là cái lược của cái sản phẩm chúng ta sử dụng, lấy ra. Vệ sinh thì đơn giản lắm, anh em lắp lược nó lại như thế này nhé. Ví dụ như cái sản phẩm này, anh em lắp cái lược nó bằng cái sống lưng. Lắp lược nó bằng cái sống lưng này. Sống lưng. Đấy, lắp bằng sống lưng, cắm nó vào. Bên này cũng vậy, chúng ta phải đặt như thế này, chúng ta lấy cái sống lưng. Đấy, thì khi vệ sinh thì mọi người là có thể bật máy xong rồi đập hai cái này để cho nó rụng hết tất cả các thịt, các cái khe, các cái lược và sau đó chúng ta sẽ nhấc hẳn nó lên. Nhấc nó lên xong rồi bắt đầu vệ sinh và cắm nó lại. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Còn ở bên phần đây là mình cũng sẽ có một cái gợi ý là khác nhau. Thứ nhất ở phần bên tay trái đây thì mọi người có thể xem nó là ba cái bánh răng bằng kim loại, bằng sắt chứ nó không phải bằng nhựa như dòng rẻ tiền trên thị trường. Đấy là một cái đặc biệt. Và có một cái đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có cái hệ thống quay tay ở đây. Nếu trong trường hợp mà mất điện thì chúng ta vẫn có thể quay. Hoặc trong trường hợp mà cho đồ vào đây nó bị đứng máy, do máy không đủ tải dưới cái dòng nguyên liệu đấy thì chúng ta có thể là quay ngược lại. Như này là quay xuôi này, quay ngược thì nó sẽ đẩy ngược lại lên. Đấy. Thì một cái điểm cộng cho cái sản phẩm của mình là bánh răng bằng thép và cái quay tay. Đấy, mọi người có thể xem. Cái thứ nữa là cái dòng máy này thì nó rất chi là nhỏ gọn. Với cân nặng nó chỉ khoảng tầm là 20 cân.
Về kích thước thì nó vuông hộp như thế này anh em, nó khoảng tầm 33 vuông 33 20 cân, có thể xách đi nước ngoài, có cả điện 220 và điện 110. Thường thường mặc định nó sẽ là để 220, còn anh em bên Nhật, Mỹ, Canada, Đài Loan thì alo cho mình sẽ có cái dòng máy như thế này nhưng đổi motor khác bằng motor 110. Và bên cạnh đây thì là những cái bánh răng thôi, tháo lắp thì đơn giản như thế. Đến khi lắp vào, anh em ở ngoài chợ thì cũng có thể không có điện thì cũng có thể dùng cái này nhé. Đây con này nó đang ở bên này. Khi anh em biết lắp thì nó đơn giản. Đấy. Lắp vào xong vặn hai con ốc kia. Ngoài chợ không có điện, thái thịt cho mọi người không có điện, không có điện cũng có cách. Quay. Đấy. Hay không? Quay ngược, quay xuôi. Thì đối với một cái dòng sản phẩm như thế này thì hiện tại mình đang làm rất nhiều cái video liên quan đến sản phẩm, có thể thái được tất cả các loại thực phẩm. Thì cụ thể hơn anh em giúp mình là vào trang web máythựcphẩmhoangquan.com hoặc gọi theo số hotline là 0941111699, 0973684391. Clip giới thiệu về sản phẩm thái tai đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người, xin chào.